Rồi, rồi chạy đi. Không chạy nữa, mình sẽ chạy đâu. Chạy đâu? Tức là bắt lắm nhưng mà đi nhiều thì đỡ. Ở nhà nó cứ đứng đây ngồi xuống thì là hãi lắm. Bị bao lâu rồi? Cách đây khoảng 3-4 năm thì nó đau, đau nửa người. Này quay lên. Nữa. Rồi nó uống dữ vậy. Đau hả? Rồi, tay kia. Lên. Lên, hả tay này khá hơn, ngon lành. Đúng không? Ok. Mà chỉ bị cái tay này. Rồi. Bây giờ giơ tay lên thử coi. Chưa mạnh lên. Mạnh lên. Rồi, bỏ xuống. Rồi mọi người giơ lên tới tiếp lại nữa. Bà đừng có gỗng. Chứ bà tự nhiên nó gồng vậy hả? Không gồng thì sợ đau lắm. Trời ơi, rồi bỏ xuống. Là nó ớn. Tay kia. Tay kia là giơ mà hỏi. Tay này gồng tê quá. Chứ không đau lắm mà tê. Mà tê. Tê giống dại thế đâu mà muốn quét nhà dùng hai tay. Mà quét thì không như là vờ thế đó. Mà tay không có lực gì nữa. Tay này không có lực bằng tay này. Rồi chỉ nắm tê vô cái sao? Cho nó tê thôi chứ nó tê lắm. Tê dại giống như là kiểu nhiều khi cố cũng thấy gì hết. Nhưng mà có lúc thì thấy con này có lúc như là vờ thế đó. Ôi trời ơi, trời ngồi xuống đi cho bệnh nhiều dưới này nè. Dạ không, mà đi xe máy thì đi khoảng độ 3-4 cây là nó tê dại. Nó tê dại hết trên tay đúng rồi. Trên dưới à? Ở Di An gần ga xe lửa không? Đúng rồi, sóng thần, sóng thần, tôi xảy ra cái bình ấy. Đấy, nó đổi, rồi mấy đứa con rồi? Hai ạ. Hai đứa con rồi. Nghe gì không? Dạ. Nhẹ nhẹ. Nhẹ nhẹ hả? Cái rồi, tiêu rồi. Con cháu rồi không? Đấy. Mềm, đừng gần. Nó mềm cái đau cổ như này. Đau đâu? Đau đó. Đây lớp kia hả? Để luyện riêng của bộ tâm tinh. Ra mọi người thấy bấm gì? Được. Quên. Quên. Chết đi đó. Chạy nhanh lên. Hốt đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0937-853-823. Để có trong tay đá Chườm Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652 0326811258.